Xin chào cô bác chị bạn. Trước tiên buổi chiều Sơn cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và bình an. Thì hôm nay Sơn làm cái món lẩu chua, bún lẩu chua. Ê Sơn, Sơn này mua giờ mình trụng sạch hết rồi, trụng khứ mua rồi, trụng gừng với rượu sạch trắng tinh luôn. Đây con ít tôm và mực nang. Thì tôm này mình mua loại tôm nó lọt, tôm này rất là ngon, mình rất thích ăn tôm lọt thế này. Cái mực nang, đây là hai củ hành tây mình nướng và gừng và ghiền đều nướng hết. Đây thì được ít gốc sả, ớt, lá chanh và hành tím, tương cà, một chai sa tế và me. Đường thì mình nuôi nêm đường thì chút xíu đường cát, chút xíu đường phèn. Đường cát thì cho nó hậu nó ngọt, còn cái này thì đường phèn thì nó cái hậu nó dịu dịu thôi. Đó, ăn kèm rau sống. Cái xương mình bỏ vô mình nấu nước dùng. Đó. Xương mình trụng thế này rồi xong là mình nấu là nó sẽ không có đục nước dùng nữa. Đây đường phèn, đường cát nêm luôn, nêm lại nước dùng, họ mới công nêm lại. Muối, bột ngọt, ngọt còn chưa lấy ít một chút xíu mình ốp cái mực với tôm, hạt nêm cũng vậy. Cho miếng tiêu xay vô, hạt nêm, bột ngọt, chút xíu hành tím với tỏi. Cái tôm nhưng mà đồ biển là nó mình xài nước mắm nó cũng kỵ, cái gà Sơn cũng xài nước mắm, mình xài hạt niêm ngọt là được. Cái tôm với mực này mình xào chín luôn. Chan cái tinh thau nước ốp chút xíu cho vô luôn. Mực cái chín này mình lấy ra, mình chừa cái nước, là cái nước này hồi mình bỏ vô nước dùng luôn. Để xả ớt với hành. Cho nó thiệt thơm quá. Để cho tương cà vô. Một hũ sa tế luôn. Cho nước dùng nữa luôn. Cái hành với lại ghiền, gừng, lá chanh. Xôi, lúc này mình bỏ me vô mình dạo. Dạo vậy cho nó tiện, khỏi mất công mình nấu nước, mình dạo nó mất công. Rất là ngon luôn, cái này ăn vô chua chua ngọt ngọt ha. Rất là ngon luôn, thơm thơm. Vậy là mình gấp mình loại bỏ mấy cái sả này ra bữa. Cái nước này mình cho chút xíu muối vô, nước sôi thiệt sôi như thế này mình bỏ rau bên vô mình trụng cho rau nó còn xanh. Nước mà không sôi là rau nó không xanh.
Rồi được rồi. Dứt ra. Dứt ra mình bỏ vô thau nước đá luôn. Cho nó giòn. Mình cho miếng gai với quế vô. Rồi cộng luôn chị Dung. Cộng rồi cộng đi. Cái này mình có cái rau này dọn khấu luôn. Rau này luộc xong rồi bỏ vô nước đá. Tới luôn. Xem em. Mực, tôm, sườn. Cô chú anh chị và các bạn. Dạ, chào bà cô bác anh chị và các bạn. Đây, hôm nay ăn bún lẩu chua ha. Có tôm, mực, sườn heo. À, quá sẽ ngon luôn. Để coi thử coi. Hậu cái thau. Anh Sơn. Yeah. Cảm ơn anh nha. Yeah. 10 ngày nay mới ăn lại bún lẩu bún. Lẩu bún này ngon lắm em. Đây mình cần coi cái thau 200 g rồi. 1,7 kg. Nè thấy hàng 1,7 kg nè. Anh sắp cho. À xì chung 1,7 kg. À. Căn bạn nghe không gian nha. Rồi không ai ăn gian ai ăn á. Rồi 1,7 kg luôn, có xì chung luôn. Có thằng có Thí Hằng mới hết hết bị đau phải không? Bớt đau rồi. Bớt đau phải không? Nói chung là gán làm chứ để ở nhà hoài bệnh thêm. Ừ, gán làm ở nhà nằm viết bệnh đấy em ơi. Có nằm đâu, đi tới nuôi tối ngày. Đây để xương đó, giá nè, đũa nè, coi như là trừ ra cái thau thì còn lại là thôi đi để đây vậy. Tính hỏi cái dễ cho hạn để nằm được 2 ngày qua sao lỗi đi rồi. Nằm êm mình quá. Là có như là mỗi một thau 1,5 kg, tức là mỗi một em là 3 kg, 3 kg, 3 kg thì 4 thau là 6 kg ha. Ngon nghe, ngon nghe. Bà đồng ý ha. Dạ. Rồi ai ăn hết trước có thưởng, đơn giản vậy thôi. Đây uống cà phê, để đây gần cho hai đứa luôn. Có động lực cho anh Tung á. Bữa nay lâu lâu gặp Thí Hằng, bữa nay quý quá đây luôn. Hôm nay, ơi, xì chung. Em Thí Hằng hôm nay mới hết bệnh, có gì ăn nhường nhường em đó nha. Cũng đổ thừa, ngồi gần em gung chứ không phải bị bệnh gung sẵn hả? Rồi cái mông em còn đau không? Thôi đừng hỏi tới đó, lúc nào cũng đau. Đi nào. Sẵn đây cũng xin lỗi cô chú anh chị và các bạn, tại vì Sì Đông nói nhiều quá, tại vì Sì Đông vui trong cái không, không sao đâu em, cô bác chị thương em, cô bác chị cũng thông cảm cho em à. Ok em. Rồi mời cô bác chị dùng em. Xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng bún lẩu với em nha. Thí Hằng xin mời ông bà cô bác anh chị dùng lẩu bún với Thí Hằng. Rồi lắm, chuẩn bị nha. Lẩu Thái. Không phải lẩu Thái này, anh nấu không. Lẩu Thái là phải xài cái đồ ốp của Thái. Cái này anh xài chua để cho ăn cho nó đừng ngán. Ngưng nha, chưa có điếm nha, đừng ăn trước, ăn gian nữa đi. Rồi ăn gian đi, muốn ăn gian nhiều ăn gian. Chuẩn bị nha. Rồi điếm đi anh. 1, 2, 3, hết nước hết cái, lắm. Hết nước nữa hả? Đúng rồi, có 6 kg mà, tội mạnh mà. Sao ngon quá. Cái này ăn lạ nè. Lạ chua không? Cay thơm giống như cái nước phở vậy á. À vậy hả? Ừ. Anh nằm đêm anh cũng ngu như kiến đó, rồi mới được món này đó. Ngu như kiến hả? Ừ. 3 giờ sáng thức dậy là ngu như kiến chút. Thay vì người ta nấu lỗ Thái, mình không nấu lỗ Thái, nhưng mà mình nấu chế lại cái kiểu này, ăn cho nó đỡ ngán thứ nhất, thứ hai là nó cũng rất là ngon. Lạ miệng nữa. Mới ăn giống như nước phở bò á. Đúng không? Được luôn à ha. Được rồi. À, đồng luôn á, đứa bên cục xương, cái miếng sườn. Hai đứa bằng nhau luôn. Số ký số cân bằng nhau luôn. Cái tôm là anh lựa tôm lột không đó Hằng? Tôm lột chỉ mới ngon. Trời thương, chúa bà thương. Yeah. Bị tai nạn không sao, còn mạng, còn tay, còn chân, lành lặn, còn đi làm cái tiền bạc được. Yeah.
còn bị thi hoa hậu rồi, hết hết đi kiếm được luôn. Hên thứ hằng bị cái mông với bị cái chân cái đi chỉ dắt sảnh coi cười té luôn. Mà cái mặt xấu cũng vẫn còn nguyên, đang xấu sẵn thì mài với đất đi, chết. Anh tưởng tượng như là đi dắt sảnh đó, em biết dắt sảnh không? Đi cái đít giật lên nhõng xuống giật xuống. Người ta kêu dắt sảnh. Cười chết té luôn. Hên không sao. Chị Trâm nhiều khi chị Trâm cái tính cũng còn hơi trẻ con, nhiều khi hơi giỡn hay đùa. Thứ nhất, thứ hai nữa là cũng hay nói nhiều, cũng rất mong cô bác chị bạn thương thông cảm cho chị Trâm. Tại tính em nó vậy chứ là cái bụng em thì rất là tốt. Mới 10 ngày em gặp anh Tung có tiến bộ nha. Ôi, ăn ngang với móc luôn á. Nhưng mà ngang mà móc phải 3 kg thì chị Trung 2,5 kg ngang. Em không tin đâu. Ăn 6-7 kg đầu heo đó. Ăn ngang ngửi móc luôn đó. Nhưng mà tại ăn chung anh không biết, ai ăn ít ăn nhiều anh không biết. Người ta càng ngày tiến bộ chứ em, đâu phải dậm chân tại chỗ hoài đâu em. Có cái sự cố gắng là sẽ có thành công thôi. Sợ mình không cố gắng thôi. Người ta giỏi người ta đi về trước, mình dở mình đi về sau cũng vậy hết sư chung. Cũng thành công thôi. Dạ, vậy biết vậy, cố lên em. Sự lúc này cũng có tiến bộ dữ lắm rồi. Hai đứa ăn ngang bằng luôn. Cái thao là đưa 1,5 kg á. Trừ 200g thao ra là đưa đúng còn 1,5 kg luôn, ngang bằng luôn. Nhưng mà cái thao thứ hai mới biết là ai lẻ hơn ai, biết cái thao đó. Đóng cửa nay sao xả cửa chạy quá vậy. Ừ. Ông về chị cho mình cũng đoàn nghiệp, nó nói biết thấy Hằng hết bệnh chưa, hỏi thăm hoài. Anh Sơn, yeah. Anh lâu lâu anh thấy Hằng xuống á. Hôm nay nó điều lại của vụ thuyền trưởng rồi cho thấy Hằng nghe anh nữa. Trẻ 10 ngày nay không thấy anh vô thăm nữa, nó hỏi thăm em gì? Có đâu, mất đi làm mà em, không cảm chứ. Không dành đi vừa. Đi suốt mà. Sáng đi bẻ đó chút mới chạy về đó. Nói chung anh em mình của mình trong team ai cũng được, cũng còn khó khăn. Hổm gà không làm được, nay nấu rượu lại à. Dạ. Cũng còn khó khăn, thành ra mỗi người mỗi việc, xong có thời gian rảnh thì mới chạy về mình quay clip kiếm thêm thu nhập. Nói như là còn khó khăn quá, thành ra phải đi làm công việc cho nhiều. Buông cái này bắt cái kia. Xong luôn, hai em bằng nhau luôn. À, quá dữ chị Trâm ơi, quá dữ Thúy Hằng ơi.
Quá. Dầu chung cũng tốt. Thế rau cần nó giòn không thế? Rau cần nó muốn giòn hả? Anh luộc cho ngâm đá. Cái này chắc luộc ngâm đá nè. Đúng rồi. Cho nó giòn cho nó ngon. Luộc cái cọng rau còn xanh chanh luôn. Này có chậm một hơi giùm em anh Tâm. Siết chị Trung ơi, đừng bị dụ chị Trung ơi. Chị Trung này cũng nhẹ dạ lắm. Hỏi mà Thí Hằng nói gì là thì chị Trung nghe đó. Không phải riêng Thí Hằng mà phụ nữ ở bên ngoài cũng vậy. Nhẹ dạ lắm. Nhẹ dạ bởi có hai thằng trai đó. Không. Không nhẹ dạ chứ không có hai thằng trai đâu. Hai thằng trai mà hai vợ mới ác hết chứ. Cái này là mình lên chương trình này là đi ăn uống giải trí chơi chứ không, không thì anh cũng nói chuyện anh. Đây cũng chương trình giải trí mà em, chương trình giải trí vui mà đâu có nói gì đâu mà bậy bạ đâu. Nói chuyện hỏi mà nói chuyện của người ta là mình nói bậy, còn cái này mình nói chuyện giải trí, nói chuyện của anh em mình đâu sao đâu. Nói chuyện của người ngoài á, người khác á là sẽ nói bậy. Cái này mà cũng chương trình giải trí thôi, bình thường thôi. Có sao nói vậy người ơi, đừng có giấu giếm bạn ơi. Tại em á bây giờ mà nói chung là hy sinh đệ bố cũng cố lại bài con chứ sao rồi. Ừ. Em lo nói hồi thua Thí Hằng nè. Anh nói vậy nói kệ anh, nhưng anh giống như thằng nói xàm vậy, kệ nó nói vậy nói. Em cứ tập trung ăn đi. Gió mát quá. Gió mát. Tự nhiên gió mát chuyển tông. Tao bốc bốc em hả? Bò đâu? Mới vừa thấy bốc bốc gì đó. Còn con ăn vừa vừa lắm mắt. Hai cục này. Mực nang, mực nang. Cái rau mực nang. Chị Trung bữa nay cũng có tiến bộ, gấp đũa ngang, không gấp đũa xuôi như lúc trước nữa. Bớt đông mà. Gấp đũa ngang thì được nhiều. Hai đứa bằng nhau đó, gắn người chị Trung ơi, gắn thế nào ơi. Gần gì đít ơi. Hai đứa bằng nhau luôn. Tối rồi gì nha. Ừ. Quan trọng cái khúc còn chút hơi dằn đường lên dốc đá. Giống thịt xanh vậy ha. Em qua qua gì em? Gấp đũa nào nó nhóc cho mà còn nhóc. Ở nhiều mà, nghĩ đi 3 kg mà. Em 3 kg thì cho 3 kg mà đâu có hết đâu. À tim mình giờ ăn không còn tính tô, tính gì á, tính ký không. Kiểu này mà làm không ra tiền. Kiểu này ăn rất mạt luôn. Hên anh em làm 2-3 công việc. Lúc nào làm ra tiền ăn nhiều, lúc nào làm ra tiền ăn nhín. Dạ. Yeah. Lúc nào không làm ra tiền mà không ăn luôn ha. Nhìn đói luôn. Yên tâm đi. Thường thường ta nói có làm mới có ăn, không có làm đâu có ăn được. Quay clip với anh là không bao giờ mà đói được em ơi. Chỉ có dư thôi chứ không bao giờ thiếu được. Đồ ăn
người ta ăn dù 2 kg, ăn phải 3 kg. Ăn chừng nào mà nói cảm giác no kinh hông ấy. Ăn buồn những ngày thất nghiệp mình không được ăn á. Có những lúc thì anh em cũng bận việc không quay được, công việc không bỏ được thì buộc anh em phải đi làm, mình quay với anh em khác, anh em cũng đông, tính gom hết thì cũng 6-7 anh em chia ra quay. Thằng mới hết bận mạnh dữ. Nhìn thằng em chút xíu lại chị Diệp ơi. Mát quá. Số 10. Bèn cái là 221 á. Quá lẹ, ăn mới có 10 mấy phút. 15 phút mấy. Hết 3 kg rồi. Dữ thiệt. 5 phút mấy sò 6 kg thì ăn quá lẹ. Quá hay thế anh ơi. Tính ra mới có 15 phút mấy à, 16 phút à. Thế Hằng đã quay trở lại mà lợi hại hay thứ không ạ? Thế Hằng 21 nha chị Dung. Chị Dung thôi chị Dung. Chấp nhận nha. Cố gắng anh em ơi, về phải là vô bới môn rồi luyện vô công thêm đi. Còn thua Thế Hằng hơi bị nhiều đó. Thua nét cũng nửa ký á. Cảm ơn anh Tông. Rồi phần thưởng của em á Thế Hằng. Phần thưởng này cũng về em mà lâu quá rồi, 10 ngày nay em mới ra làm. Thôi phần thưởng này 500 ngàn là em cũng chia sớt cho anh Tung 200 ngàn để uống cà phê. Dặn còn bún luôn. Cảm ơn anh Tung. Cảm ơn em. Anh nhận 100 thôi, uống cà phê mà anh qua hôm nay là anh nhận 100 à. Thôi gửi tặng anh 200 đây, lỡ nói rồi, mai mốt anh tặng em 300 có em cũng nhận nữa. Sì Chôm, Thế Hằng tặng cho Sì Chôm mà Sì Chôm nói lộn, cảm ơn anh. Sì Chôm luôn bị bói gói. Quýu. Mấy anh em ở đây cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và an. Xin chào, hẹn gặp lại.